Thực ra ấy, thì chúng ta thừa biết rằng bệnh nhân sẽ không bao giờ đến với chúng ta chỉ để khám vui vẻ. Và hôm nay tôi khỏe quá, tôi đến khám bác sĩ cái xem có gì bất thường hay không. Người ta sẽ đến với chúng ta về những cái discomfort của người ta. Người ta khó chịu với cái gì? Một, đối với những người đã làm tim mạch lâu năm, cứ cho làm khoảng 5-3 năm đi, thì cũng biết được câu chuyện người ta sẽ đến với ta. Một, đau ngực. Hai, khó thở. Ba là đau loanh quanh đâu đó. Thì rõ ràng đây là một trong những cái triệu chứng người ta đến gặp với chúng ta rất nhiều. Vậy thì làm sao để tiếp cận một bệnh nhân khó thở, đặc biệt là những tuyến đầu, một cách hợp lý và không bỏ sót? Thì đó là một trong những cái mà tôi muốn truyền đạt đến mọi người ngày hôm nay. Thứ nhất, chắc chắn khó thở là một cảm giác chủ quan, bởi vì nó thuộc trong cái nhóm triệu chứng cơ năng khi mà chúng ta làm bệnh án, đúng không ạ? Bệnh nhân khó thở hay không, triệu chứng cơ năng nó gây ra bởi rất nhiều các nguyên nhân khác nhau, nguyên nhân tại phổi, nguyên nhân tại tim, nguyên nhân tại các cơ quan khác. Thế tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể lượng giá được, tuy là triệu chứng của bệnh nhân, nhưng chúng ta có thể lượng giá được cái mức độ khó thở của bệnh nhân. Thì chút nữa tôi sẽ trình bày đến vấn đề đó. Thứ hai là đến phần nguyên nhân của khó thở. Nguyên nhân có thể liên quan đến tim mạch, bởi chúng ta là bác sĩ tim mạch là tưởng là khó thở liên quan đến tim mạch, đúng không ạ? Thì tôi sẽ trình bày luôn. Thứ nhất là suy tim. Một là suy tim cấp. Hai là những trường hợp đợt cấp của suy tim mạn tính cũng đều có thể triệu chứng khó thở, và suy tim mạn tính cũng sẽ có những triệu chứng khó thở. Tùy vào mức độ suy tim của bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ có những biểu hiện khác nhau. Chút nữa ta sẽ phân loại khó thở theo các cái mức độ khác nhau. Thứ hai là rối loạn nhịp tim. Khi rối loạn nhịp tim, bệnh nhân tối thiểu có các cái triệu chứng, ví dụ như vừa rồi các bác sĩ về nhịp có trình bày là nhịp rất chậm cũng khó thở, đúng không? Nhịp rất nhanh cũng khó thở hồi hộp. Tất cả các triệu chứng đó đều là thật hết. Và thứ ba là phù hồi cấp, là một trong những cái mà các bác sĩ nếu như không làm ở khoa cấp cứu hoặc là làm ở khoa cấp cứu tim mạch thì cảm thấy rất sợ khi đối mặt với cả những trường hợp như này, bởi vì tỷ lệ tử vong rất cao ở những bệnh nhân phù hồi cấp do bất kỳ nguyên nhân gì, và tràn dịch mạc ngoài tim như trường hợp mà giáo sư Ước cũng đã trình bày với chúng ta vừa rồi. Vậy thì nguyên nhân thứ hai, cái nhóm nguyên nhân là liên quan đến hô hấp thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Một là tắc nghẽn đường hô hấp trên, có dị vật gì hay không? Ví dụ như một ông cụ già răng cả cái hàm răng rơi bụp cái vào đường thở, khó thở quá. Thứ hai là những bệnh nhân mà người ta liệt, người ta có những tai biến, lưỡi trôi tuột luôn vào họng, thế là thôi lấp tắc đường thở luôn. Và thứ ba, những trường hợp mà ngã vùi ụch phát xuống bùn, nó moi lên một cái thì một đống bùn rác các thứ trong mồm, đấy cũng là những trường hợp lấp tắc đường thở. Thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể gặp khi mà chúng ta tiếp xúc bệnh nhân ở những tuyến ban đầu. Thế còn ở những tuyến như bạch mai hoặc là tuyến bệnh viện tỉnh thì chắc là cũng khó để mà gặp những trường hợp như thế này. Thứ hai là các cái bệnh phổi mạn tính, ví dụ đợt cấp của COPD, rồi các cái trường hợp viêm phổi vân vân, là các bệnh như nhu mô phổi như viêm phổi thùy, viêm phổi kẽ vân vân, các bệnh lý về màng phổi như tràn khí màng phổi thì cái này trên lâm sàng chúng ta cũng được gặp ít nhiều, và các bệnh lý về thần kinh cơ thì cũng không phải là quá nhiều trên lâm sàng. Tuy nhiên cũng có một số các cái nguyên nhân khác có thể gây ra những triệu chứng, ví dụ như là thiếu máu, hoặc là ví dụ như là các cái vấn đề về tâm lý, hội chứng thăng thông khí. Thì cái này chúng ta sẽ gặp nhiều ở các cái đơn vị cấp cứu và thường ít khi vào đến các cái đơn vị tim mạch. Vậy thì với cái nguyên nhân tại tim này, nguyên nhân không phải tại tim, nguyên nhân tại cơ quan hô hấp, vậy thì cái cách tiếp cận với bệnh nhân khó thở của chúng ta như thế nào, làm thế nào để có cách tiếp cận đúng đắn đây? Vậy thì việc đầu tiên chúng ta phải chắc chắn là ABC, đúng không ạ? Hỏi xem là thứ nhất là khó thở đột ngột, hay là khó thở sau gắng sức, hay là tự nhiên nó khó thở, hay là sau khi tiếp xúc với cái dị nguyên mà như tiến sĩ Sơn trình bày với chúng ta trong phần phản ứng phản vệ đấy. Sau khi tiếp xúc với dị nguyên thì ở Hà Nội cái mùa này có lẽ là một trong những cái mùa hoa sữa chúng ta tiếp xúc ít nhiều, đúng không ạ? Ở Tây ấy, thì có cái mùa xuân, người ta có cái gọi là dị ứng mùa xuân hay là gì gì đó. Từ khi mùa đó là rất nhiều hoa, khi mà sau khi tiếp xúc với phấn hoa một cái thì mặt mũi đỏ chóe lên, khó thở. Có những người trường hợp nặng hơn thì thở rít trong thanh quản, thì đó là những trường hợp chúng ta tiếp xúc với dị nguyên. Còn ở Việt Nam thì có những trường hợp tiếp xúc với tôm cua này, tiếp xúc với cả mùi tóc của các cô gái lạ này, hoặc là vân vân, thì hoàn toàn có thể xuất hiện những triệu chứng khó thở. Và thứ hai là thời gian xuất hiện có đột ngột hay là có đã có nhiều lần rồi. Nhiều lần như thế rồi, cứ khi tiếp xúc với cái vấn đề đó thì là lại thấy khó thở, hay là bây giờ mới xuất hiện, và tiếp xúc cái đó thì nó xuất hiện thành từ cơn một hay là liên tục và tăng dần. Mức độ khó thở và các cái triệu chứng đi kèm của bệnh nhân có suy hô hấp hay không vân vân thì chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân khi mà chúng ta chú ý khi mà hỏi bệnh. Và thứ hai là chúng ta phải hỏi đến các cái tiền sử về bản thân của bệnh nhân, các cái yếu tố nguy cơ đi kèm của bệnh nhân, các cái bệnh nội khoa đã mắc của bệnh nhân và các cái bệnh lý ngoại khoa. Ví dụ như bệnh nhân đã có chấn thương gì hay không,
có can thiệp gì vào ngực trước kia hay không, bệnh nhân có tiền sử bệnh lý về tim mạch hay không, chúng ta chắc chắn phải hỏi được cái những cái tiền sử như vậy, bởi vì bệnh nhân chỉ đến mức khó thở thôi chứ chưa đến cái mức là không thể thở được đến với chúng ta. Và chúng ta sẽ phải đánh giá được cái mức độ khó thở của bệnh nhân theo, thực ra người ta có hai cái bảng điểm để đánh giá cái mức độ khó thở. Bảng điểm thứ nhất là bảng điểm MMRC và bảng điểm thứ hai là bảng điểm CAT. Nhưng bảng điểm CAT thì người ta đánh giá cho những bệnh nhân COPD, nghĩa là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì ở đây chúng tôi giới thiệu với các bạn đánh giá mức độ khó thở theo bảng điểm MMRC. Thì thứ nhất là người ta đánh giá có 5 mức độ, từ mức độ 0 đến mức độ 4. Mức độ 0 tức là chúng ta chỉ khó thở khi mà làm việc nặng hoặc là rất nặng. Ví dụ như là chúng ta đi leo cái nhà 72 tầng, cái tòa nhà Landmark thì chúng ta thấy khó thở thì đấy cũng là bình thường thôi, chứ không đến mức gọi là quá ghê gớm. Mức độ thứ hai đó là ví dụ lên cái dốc thẳng, leo thẳng vào một cái lên 5 tầng chúng ta thấy khó thở thì lúc này chúng ta cũng đã phải xem lại một chút rồi. Và mức độ thứ hai nữa là đi chậm hơn và với cái người cùng tuổi vì khó thở hoặc là phải nghỉ để thở thì đó là một dấu hiệu. Chúng ta hoàn toàn có thể so sánh với những người khỏe mạnh cùng tuổi với chúng ta thôi. Chỉ ví dụ như tôi với cả tiến sĩ Sơn, khi mà tôi lùi lại một cái mà để thở thì chứng tỏ là tôi đã thua anh ta mất rồi, và có lẽ là tôi ở mức độ 2. Đấy, rất là rõ ràng như vậy. Và thứ ba là sau khi đi được khoảng 100 mét thì đã phải dừng lại thở rồi. Đồng nghĩa việc của chúng ta leo đến tầng 3 thì chúng ta đã quay lại thở không học. Đấy là cái mức độ 3. Và mức độ thứ tư thì là rất khó khăn trong cái việc phục vụ mình. Nên các bạn thân ví dụ như cầm tay lên lấy cái áo đã thấy khó thở rồi, đi cái đôi giày đi mãi thở không học ra, thì đó là những cái mà chúng ta cần phải đánh giá được khỏi bệnh nhân. Qua hỏi bệnh chúng ta đã có thể đánh giá được mức độ khó thở của bệnh nhân rồi, chứ không nhất thiết phải lắp SpO2 đếm nhịp thở vân vân, thì cái đó chúng ta có thể nhìn và hỏi bệnh nhân cũng đã ra được vấn đề. Thứ hai là những cái vấn đề chúng ta cần chú ý khi khám bệnh nhân. Thì việc đầu tiên chúng ta phải khám ý thức, đúng không ạ? Những cái dị vật ở ngay cái đường thở, đường vào của cơ quan hô hấp, ngay từ mồm mũi miệng ấy, thì nó thường chỉ xuất hiện khi mà bệnh nhân hôn mê hoặc là không tỉnh táo hoàn toàn. Thì cái đó chúng ta sẽ phải xem ý thức của bệnh nhân như nào. Ý thức có tồi thì mới có những cái chuyện sặc, hít, lấp tắc vân vân. Và thứ hai chúng ta đếm nhịp thở. Nhịp thở nhanh quá hoặc nhịp thở chậm quá cũng đều là biểu hiện của khó thở. Ví dụ nhịp thở dưới 8 lần một phút, đấy là khó thở rồi, siêu hấp rồi. Thứ hai là có thể nhanh trên 20 lần một phút cũng đã coi là thở nhanh. Và những trường hợp mà thở đến trên 30 lần người lớn hoặc trên 40 lần trẻ em thì người ta đánh giá là bắt đầu siêu hấp rồi. Và kèm theo chúng ta có thể có tím tái hay không, có co kéo các cơ hô hấp phụ hay không, thì cái này có rút lõm lồng ngực hay không ở trẻ em chúng ta có thể thấy. Hoặc là những bệnh nhân COPD chúng ta thấy ngực trướng căng lên rồi các cái cơ hô hấp xung quanh bắt đầu co kéo phập phồng theo nhịp thở, thì cái đó chúng ta cũng phải đánh giá. Và thực ra thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần mở ngực bệnh nhân ra chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được những triệu chứng này. Và bên cận lâm sàng thì ở tuyến chúng ta có thể làm được cái gì chúng ta sẽ làm cái đấy. Và việc đầu tiên chúng ta làm đơn giản thôi, chúng ta có thể làm xem là cái X quang tim phổi của bệnh nhân có vấn đề gì hay không. X quang tim phổi nó phục vụ chúng ta ra khá nhiều vấn đề. Vừa rồi thì thạc sĩ Thận có thể trình bày với chúng ta về nhìn cái X quang tim phổi đoán ngay được bệnh nhân có tách động mạch chủ, nhưng mà nhìn X quang tim phổi chúng ta còn đoán xem bệnh nhân khó thở như nào và nguyên nhân khó thở là gì. Và nếu có điều kiện chúng ta có thể làm khí máu động mạch, làm điện tâm đồ, làm công thức máu và sinh hóa máu cơ bản, thì cái này tôi nghĩ là ở cơ quan nào cũng có thể làm được. Và các cái xét nghiệm chuyên biệt ví dụ như là chụp cắt lớp vi tính rồi chụp đo chức năng thông khí phổi và các cái xét nghiệm như là NT-proBNP hoặc là BNP thì tôi nghĩ không phải đơn vị nào cũng có, và chúng ta sẽ áp dụng những cái chúng ta có thể làm được ở đơn vị của mình thôi. Thì ngay cả đơn giản tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái hình ảnh với X quang tim phổi thẳng. Trên này thì rõ ràng là chúng ta nhìn đây. Tôi xin lỗi là ở đây thì không biết là trên này có ấy được không? Có nhìn được không? Không. Thì cái chỗ mà chúng tôi đánh dấu mũi tên màu vàng ấy thì đấy là hình ảnh nó không còn nhu mô của phổi nữa. Thì chúng ta nhìn cái X quang thôi chúng ta biết ngay, ôi ông này tràn khí rồi, đúng không ạ? Vậy thì việc chúng ta phải làm là gì? Cho một cái chua ca trong bụp cái xong dẫn lưu ra, bệnh nhân lại thở phè phè luôn. Cái đấy là rất là nhanh và các cái đơn vị cái phương tiện tại chỗ chúng ta có thể xử lý được. Cái phim thứ hai, phim ở giữa là hình ảnh viêm phổi tùy dưới phổi phải, chúng ta nhìn khá là rõ ràng, đúng không ạ? Và có tăng thông khí ở phổi trái, vậy chúng ta cũng định khu được, vậy ông này khả năng là viêm phổi rồi. Thứ ba là bệnh nhân bên này. Thế này gọi là lồng ngực hình thùng, thì chúng ta chắc là cũng đã nhìn rồi hình ảnh các cái giải sơ ở phổi rất nhiều tổn thương mãn tính. Và ở dưới thì chúng ta nhìn thấy các cái đường két lây B ở trên phổi, chúng ta nhìn xem đấy là những nguyên nhân dẫn suy hô hấp của bệnh nhân. Vậy thì đây là một trong những cái marker mà ngày nay thế giới người ta đang đề cập đến rất nhiều.
BNP và NT-proBNP trong cái chuẩn đoán bệnh nhân suy tim cấp gây ra các triệu chứng khó thở. Vì đây, nếu như đơn vị nào chúng ta có được cái xét nghiệm này thì đó là một cái rất là quý để chúng ta có thể chẩn đoán liên quan đến tim mạch hay không liên quan đến tim mạch. Ví dụ BNP trên 100 và NT-proBNP trên 300 automatic chẩn đoán bệnh nhân này suy tim cấp. Tôi chưa có biết nguyên nhân là cái gì cả. Còn dưới ngưỡng thì chúng ta có thể loại trừ chẩn đoán suy tim cấp. Và những cái nguyên nhân có tăng NT-proBNP hoặc là BNP nhưng mà trên lâm sàng ấy, tôi đang nói đến BNP thôi. Nhưng trên lâm sàng thì không có triệu chứng suy tim thì bệnh nhân suy thận, bởi vì chúng ta thấy là BNP sẽ chỉ có thận, có thể hội chứng vành cấp, hẹp vận động mạch chủ vân vân. Tuy là bệnh nhân có cái triệu chứng khó thở nhưng mà lại không có những cái tăng BNP nhưng mà không có suy tim. Vậy thì việc chúng ta định hướng xem là cái triệu chứng khó thở này nó đến với chúng ta, đến với bệnh nhân là nguyên nhân là cái gì, thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là thời gian xuất hiện có cấp tính hay không, cấp tính mãn cấp hay là mạn tính, cấp tính sẽ xuất hiện trong những trường hợp nào. Thứ nhất, bệnh nhân có tác động mạch phổi cấp hay không. Mà nếu hôm qua chúng ta có dự thì có một bài của phó giáo sư Hoàng Bùi Hải ở đơn vị cấp cứu bệnh viện Đại học Hà Nội về thuyên tác động mạch phổi cấp tính, chúng ta đã được nghe. Bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp hay không, rất nhiều những chuyên đề nói về vấn đề này. Phù phổi cấp, có ép tim cấp như giáo sư cũng đã trình bày với chúng ta, có tràn khí màng phổi hay không, có phản vệ hay không, và có dị vật ở phế quản hay không. Dị vật phế quản thì chúng ta hay gặp ở những trường hợp trẻ em, chúng tôi đã gặp ít nhiều, có những cháu bé ăn cái hạt lạc hoặc là hạt đỗ vào thôi, rơi bụp một cái vào phế quản và bệnh nhân khó thở rít liên tục. Đó là những trường hợp dị vật phế quản chúng ta gặp phải trên lâm sàng. Thứ hai là cái thời gian xuất hiện bán cấp thì hay gặp ở những bệnh nhân gì ạ, đợt cấp của COPD hoặc là hen phế quản. Sau khi tiếp xúc với dị nguyên, cái thời gian người ta bắt đầu có những cái phản ứng phản vệ chậm dần, có thể 1-2 ngày sau bệnh nhân mới xuất hiện các cái triệu chứng về khó thở, có thể là phù phổi hoặc là có thể những cái triệu chứng của viêm cơ tim. Có thể viêm cơ tim thì có thể diễn ra từ khoảng từ 4-6 ngày, thậm chí có những cái người 7-10 ngày thì có những cái triệu chứng khó thở xuất hiện và có những triệu chứng của chèn ép tĩnh mạch chủ trên hoặc là viêm màng ngoài tim. Đối với những trường hợp mà mạn tính, khó thở nhiều, khó thở dai dẳng vài ngày, vài tuần, vài tháng liền, lúc nào cũng thấy hơi khó thở một tí mà làm gắng sức một cái gì đấy thì lại khó thở nhiều lên, thì gì, suy tim, viêm cơ tim, rồi viêm màng ngoài tim và các cái bệnh lý về phổi, bệnh COPD, thì cái này chúng ta đã ít nhiều trên lâm sàng chúng ta đã gặp rồi. Và mức độ khó thở thì sao, đây cũng là một khía cạnh chúng ta đặc biệt phải đánh giá ở những bệnh nhân đến với chúng ta vì triệu chứng khó thở dữ dội, ví dụ hen phế quản ác tính mà lại còn có cả gì, ví dụ như vỡ luôn một cái phế nang ra, thì cái đấy rất là ác tính đúng không ạ, ven phế quản ác tính, và không, gần như bệnh nhân này không đáp ứng với cả thở máy không xâm nhập hoặc là thở máy, kể cả thở máy xâm nhập thì cũng rất là khó khăn để kiểm soát được hô hấp của bệnh nhân này. Thứ hai là tràn khí màng phổi áp lực. Nếu chúng ta không phát hiện ra và xử trí ngay những trường hợp tràn khí màng phổi áp lực thì bệnh nhân này sẽ tử vong rất sớm. Và thứ ba là những trường hợp tắc nghẽn đường hô hấp trên cấp tính thì có thể có dị vật, có thể có những trường hợp phù quinh gây ra ép toàn bộ cái đường hô hấp làm cho bệnh nhân khó thở dữ dội và tác động mạch phổi cấp. Thì đây là một trong những cái mà phải tiến hành cấp cứu, và chúng ta càng để lâu thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân càng cao. Và các cái triệu chứng đi kèm chúng ta cần phải quan tâm, nó gì, thứ nhất bệnh nhân có đau ngực hay không, đau ngực thì kiểu gì, đau ngực kiểu màng phổi, đau ngực kiểu trung tâm, có gì đau ngực, chỉ đau ngực dữ dội, đau tim đây thì chúng ta nghĩ ngay đến bệnh nhân có tắc động mạch phổi hay không, có bệnh lý mạch vành hay không, có tràn khí màng phổi hay không. Và nếu bệnh nhân có đau ngực kiểu màng phổi thì chúng ta có thể xem rằng bệnh nhân có viêm màng phổi, có tràn khí màng phổi hay là tràn dịch màng phổi hay không. Thứ hai, ngoài triệu chứng đau ngực chúng ta phải hỏi xem bệnh nhân có sốt hay không. Sốt thì thường liên quan đến nhiễm trùng là chủ yếu đúng không ạ, trên cái phim X-quang vừa rồi chúng ta nhìn thấy nếu như bệnh nhân có khó thở, có sốt, ho khạc đờm cùng X-quang tim phổi lên đến một đám mờ tin tin ở phòng phổi phải như vậy thì chúng ta phải nghĩ ngay đến bệnh nhân xem là bệnh nhân có viêm nhiễm gì đường hô hấp hay không. Thứ ba là cái tiếng thở của bệnh nhân chúng ta nghe, chúng ta có xem là có tiếng khò khè hay không, có cái khạc đờm hay không, thì đó là những triệu chứng của những cái bệnh lý viêm co thắt cái đường dẫn khí của bệnh nhân và có thể gây ra bởi gì, hen phế quản mạn tính, COPD vân vân, giãn phế quản, ho khạc ra một đống đờm, một chậu đờm, thì chúng ta qua cái đánh giá chúng ta có thể định hướng được đến cái nguyên nhân. Và trường hợp rất sợ đó là tự nhiên bệnh nhân ho máu thì thật là ghê gớm đúng không ạ, bệnh nhân nó tắc mạch phổi hay không, có chảy máu phế nang hay không, có lao phổi hay không, tự nhiên ho ốc ra một cục máu to tướng, bệnh nhân lăn đùng ra, và đây là một trong những trường hợp bệnh nhân có thể dẫn đến đột tử. Và cái cuối cùng chúng ta có thể quan tâm đó là bệnh nhân có các triệu chứng về yếu cơ, đau cơ hay không, liên quan đến các bệnh lý về thần kinh cơ hoặc là nhiễm virus. Thì một trong những trường hợp mà chúng ta sẽ phải hỏi đó là những bệnh nhân viêm cơ tim, 1-2 tuần trước có triệu chứng đau cơ hay không, tự nhiên bây giờ khó thở dữ dội, thì cái đó gợi ý chúng ta rất là nhiều. Và các triệu chứng đi kèm ví dụ như mạch, huyết áp,
thì chúng ta cũng phải rất quan tâm. Và kèm theo nữa chúng ta cần phải hỏi, như cái cuối cùng mà chúng tôi nói vừa rồi ấy, đó là bệnh nhân có tăng thông khí, hội chứng tăng thông khí là chúng ta bệnh nhân có lo lắng quá mức hay không, liên quan nhiều đến câu chuyện bệnh nhân chúng ta gặp ở đơn vị cấp cứu, bệnh nhân history có thể rất là gặp rất nhiều. Và một số các khuyến cáo khi mà tiếp xúc với cả bệnh nhân khó thở, chúng ta thứ nhất là cần phải xác định ngay đây là cấp tính mới xuất hiện hay là bán cấp hay là mãn tính, thì tùy cái cách đó chúng ta sẽ có một cái cách tiếp cận khác nhau. Thứ hai là các nguyên nhân liên quan đến hô hấp hay liên quan đến tim mạch, thì hai cái hướng xử trí nó cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Và thứ ba, thực ra chúng ta chỉ cần tiếp xúc với bệnh nhân, đánh giá một cách cụ thể, chưa cần làm xăm dò nhiều, chúng ta đã có thể chẩn đoán được khoảng 70% nguyên nhân gây khó thở rồi. Do đó kể cả các tuyến ban đầu thì tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn tự tin khi mà tiếp xúc với những bệnh nhân khó thở như thế này. Và tiếp theo đó là ở đơn vị chúng ta có thể làm được X quang tim phổi, chúng ta làm ngay, chụp ngay auto, khó thở cho đi chụp X quang tim phổi nếu như trường hợp chúng ta bệnh nhân vẫn còn ổn định thì chúng ta đi chụp được. Thứ năm là nếu đơn vị chúng ta có được cái xét nghiệm PNP hoặc là NT-proBNP thì nên làm, bởi vì cái này, cái xét nghiệm này, cái marker này nó vô cùng có giá trị để định hướng nguyên nhân có liên quan đến tim mạch hay không có liên quan đến tim mạch. Và máu động mạch ok rồi, nếu chúng ta có được thì thật là tuyệt vời, chúng ta có thể phân tích được ngay khi máu của chúng ta, xác định được bản chất của khó thở là cái gì. Và tôi xin phép đi qua cái phần gọi là ngắn gọn thôi, đó là nguyên tắc xử trí trường hợp khó thở cấp. Thứ nhất, oxy. Khó thở là đơn giản là bệnh nhân cần oxy nhưng không cung cấp đủ oxy, như vậy chúng ta phải cung cấp oxy đầy đủ và tối ưu cho bệnh nhân. Tối ưu như thế nào thì chúng ta lại định hướng được đến cái nguyên nhân do tim và nguyên nhân do phổi, nguyên nhân nhiễm trùng là câu chuyện khác, của tối ưu nó lại khác. Thứ hai là chỉ định sẵn sàng hỗ trợ hô hấp khi cần thiết. Hỗ trợ hô hấp gì? Đầu tiên có thể đơn giản thôi, oxy kính. Thứ hai, oxy mask. Thứ ba, hỗ trợ không khí không xâm nhập. Và thứ tư là nếu có điều kiện thì có thể hỗ trợ không khí xâm nhập. Thứ ba là đánh giá được các nguyên nhân và có cái hướng giải quyết đặc hiệu. Và các cái xử trí thì chúng ta cũng cần phải chú ý, đó là thiết lập cái đường truyền tĩnh mạch, hoặc là nếu có cái thiết bị theo dõi SpO2 tại chỗ, chúng ta có thể theo dõi, kiểm soát đường thở và khẩn trương thăm khám và giải quyết các cái tình trạng. Ví dụ như có dị vật đường hô hấp trên, móc nó ra, đúng không? Có ép tim cấp, chọc dịch đi, chọc cái dịch máu hay là dịch gì thì tùy. Và các cái nguyên nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng đối với những bệnh nhân khó thở cấp đó là gì? Xin chốt lại với chúng ta một điều như sau. Thứ nhất là bệnh nhân có hội chứng mạch cấp hay không? Thứ hai là có suy tim cấp, phủ yếu cấp hay không, rối loạn nhịp nặng hay không, ép tim cấp hay không, và nhồi máu phổi hay không. Và các nguyên nhân ngoài tim là nguyên nhân liên quan đến phổi, hoặc là ngộ độc, hoặc là phản vệ, hoặc là chấn thương, thì đây là những nguyên nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng, và chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm khi chúng ta tiếp xúc với những bệnh nhân khó thở.